Không có nơi nào ấm áp bằng vòng tay mẹ. Dù người mẹ ấy chẳng làm lặng, mình bị khiếm thị hai mắt là do lúc một tuổi bị bệnh tan. Dù ngoài tình thương thì mẹ chỉ còn bàn tay trắng, cố gắng mưu sinh bằng công việc massage khiếm thị. Mình đi làm không có ổn định, khách cũng có không. Rồi khi nào mà bé nó hết sữa mà mình cũng chưa có đi làm được thì mình ra đằng trước mình mua chịu. Gánh lo toan cứ ngày một triệu nặng. Chỉ có hai mẹ con với nhau thôi. Bây giờ mà mình không cố gắng thì con của mình không có dựa vào ai được nữa. Hành trình giúp chị Yến đến gần hơn với ước mơ của mình sẽ ra sao? Dạ có. Ồ, biết. Kính mời quý bà con đón xem chương trình Thần Tài Gõ Cửa phát sóng vào lúc 19:10 Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.